Đầu tiên để cái buổi giảng chúng ta hoàn toàn là của chính mình, Thầy yêu cầu ban hỗ trợ đóng mấy cái cửa đó lại. Hôm nay mình tu kính, tu âm thầm lặng lẽ, không để người khác phá mình, đóng cửa lại. Các con biết vì sao mà phải đóng cửa không? Không à? Chắc cô này biết nè, thấy cô này tỏa sáng nè. Không biết vì sao thầy yêu cầu đóng cửa không? Giới thiệu tên đi, giới thiệu tên. A Di Đà Phật, con thưa thầy, con là Trần Thủ Đa. Đóng cửa là bởi vì, con xin trả lời là đóng cửa bởi vì là để giữ được sự yên tĩnh. Yên tĩnh? Dạ. À đúng rồi. Còn ai phát hiện gì nữa, cảm ơn con. Để sự yên tĩnh, để không có người khác can thiệp vào cái giờ giảng của mình. Hỏi bên con trai. À, anh đẹp trai nhỏ nhắn này, con còn biết vì sao thầy yêu cầu đóng cửa không? Giới thiệu tên mình để các bạn biết. Dạ, A Di Đà Phật, con bạch thầy là con tên là Nguyễn Văn Hữu. Nguyễn Văn Hữu, dòm lại chứ trời đó. Dạ, con bạch thầy là vì đóng cửa lại là để sự yên lặng và không để cho mọi người vào. À rồi, ok, cũng là giữ sự yên lặng và không để mọi người vào, ok. Cũng một ý kiến nữa. Có ai có ý kiến khác không? Hồng Hồng, chắc Hồng Hồng. Hồng Hồng rất hồng. À hồi nãy thầy thấy có một người có đôi bàn tay rất đẹp. Để coi, để coi, để coi. Đây. Đây là A Di Đà Phật, con thưa thầy là đóng cửa là để giữ sự yên tĩnh. À yên tĩnh rồi, đúng rồi. Còn gì nữa? À không. Rồi cảm ơn con. Thêm một người nữa bên các bạn trai. Tiến. À ông này đang tự tin nè, đây là nhún đây nè. Quan ông này cao lắm, để thầy đứng xa xa ra chút, ông cao hơn này. A Di Đà Phật ạ, con là Phạm Thanh Phóng. À, con xin thưa thầy là đóng cửa để các bạn nói hết rồi đấy ạ. Rồi cảm ơn con. Hình như con quá khiêm tốn. Chiều cao thì rất là xa xỉ, nhưng mà kiến thức con không chịu chia sẻ với các bạn. À con khiêm tốn quá đi. Thứ nhất là để người ngoài không phá được mình. Thứ hai là để cho mình đừng có gì phân tâm ra bên gì, bên ngoài, tụi con hiểu không? Đừng có phóng tâm ra bên ngoài. Ở ngoài có ông đi qua bà đi lại, chợ nhãn lồng trồng cây chuối mình cũng nhìn. Thấy không? Cho nên thầy yêu cầu ban tổ chức là đóng cửa lại, là một là để hạn chế bớt là tụi con dòm ra bên ngoài, ngắm người này ngắm cái kia, để chúng ta tập trung trọn vẹn. Bây giờ thầy mà kêu gọi tụi con hợp tác với thầy là, thứ nhất tụi con ngồi thẳng lưng lên chút xíu nè, ngồi thẳng lưng, đúng rồi, ngồi thẳng lưng, hít sâu. Thở ra. Hơi thứ hai. Hít sâu. Thở ra. Hơi thứ ba. Hít sâu. Thở ra. Rồi, tụi con giữ ở cái thế gọi là đẹp như thế. Đẹp như thế. Trước khi mở đầu cuộc nói chuyện này, thầy xin cảm ơn thầy trụ trì cũng như các thầy đã tạo điều kiện cho thầy giao lưu vột với một số lượng bạn trẻ đông và đẹp như thế này, và ngồi cũng ngay hàng thẳng lối. Thầy rất mong tụi con hợp tác tốt với thầy và với ban tổ chức suốt cái buổi nói chuyện này. Tụi con A Di Đà Phật được không? A Di Đà Phật. Rồi.
Rồi tụi con hứa rồi nha. Hứa rồi ha. Hứa rồi. Đứa nào mà ngọ ngoại là chắc chắn thầy sẽ nhéo lỗ mũi. Nghe kịp chưa? À, nhéo lỗ mũi. Giờ thầy, vì cái đề tài của khóa tu là vững gì? Vững bước đường gì? Đường đời. Ban tổ chức tô đậm cho ta hai chữ là vững gì? Vững bước. Còn ban cho thầy một cái đề tài là hè về em về bên gì? Bên Phật. Vậy thì thầy cùng với các con đọc một cái bài thơ chỉ có 16 chữ thôi. Nghe. 16 chữ và cũng là đề tài mà thầy nói chuyện với tụi chúng các con hôm nay. Giờ thầy đọc nháp trước cho tụi con nghe nha. Có 16 chữ thôi nhưng mà dễ nhớ vô cùng. Nó dính hai chữ trên và dính mấy chữ dưới. À, tụi con bắt đầu nghe nè. Con về bên Phật. Đừng có lặp lại theo thầy, chút nữa sẽ lặp lại. Con về bên Phật. Mấy chữ tụi con? 4 chữ rồi. Thực tập hiểu biết. Mấy chữ? 4 chữ. Thực tập yêu thương. Mấy chữ nữa? Rồi. Thực tập vững vàng. Vững vàng. Tụi con hiểu không? Vững vàng. Thuộc chưa? Thuộc chưa? Thầy lặp lại lần nữa ha. À, thật là con về bên Phật. Thực tập hiểu biết. Thực tập thương yêu. Thực tập vững vàng. Ba cái thực tập. Thực tập hiểu. Hiểu biết. Thực tập thương. Và thực tập vững. Vững vàng. Thuộc chưa? À, chỉ có câu đầu là ta cần nhớ thôi. Thứ nhất là gì? Con về bên Phật. Thực tập hiểu biết. Thực tập thương yêu. Thực tập vững vàng. Được chưa? Bây giờ bắt đầu nha. Lặp lại từng câu với thầy. Con về bên Phật. Con về bên Phật. Thực tập hiểu biết. Thực tập thương yêu. Thực tập vững vàng. Con về bên Phật. Thực tập hiểu biết. Thực tập thương yêu. Thực tập vững vàng. Con về bên Phật. Thực tập hiểu biết. Thực tập thương yêu. Thực tập vững vàng. Là la 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 la. Xin chúc mừng. Thuộc rồi. Thuộc rồi. Bé yêu, con lặp lại được không? Được không? Được phải không? Ok. Rồi. Con tên là Cao Thị Hà Vi. À, đến từ đâu? Con đến từ Diệt Thành. À, Diệt Thành rồi. Con đọc, đọc. Con về bến Phật, thực tập hiểu biết, thực tập thương yêu, thực tập vững vàng. Thực tập vững vàng. Để công bằng, có trường Sơn Đông rồi thì mình phải có trường Sơn Tây. À, con tự tin không? Tự tin không? À, tự tin đi. Mời, mời con. Mời con. Anh tính đứng lên rồi mà anh. Em cho thầy, em tên là Nguyễn Vũ Anh Quân, đến từ Vĩnh. Nguyễn Anh Tuấn. Nguyễn Vũ Anh Quân. À rồi, đến từ đâu? Đến từ Vĩnh. 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 Rồi, con bắt đầu đọc. Rồi, con đọc. Con về bến Phật, thực tập hiểu biết. Hiểu biết. À.
thực tập thương yêu, thực tập vững vàng. À đúng rồi. À, thầy cảm ơn tụi con, chứng tỏ rằng là tụi con không bị phân tâm, tập trung cho nên thuộc rất nhanh. Một lần nữa thầy cảm ơn tụi con hợp tác tốt với thầy. Hiểu biết là một trong những nội dung lớn mà chúng ta đi trên cuộc đời này mấy mươi năm. Nếu bạn không hiểu biết về điện, bạn bị điện giật chết. Đúng không con? Đúng không? Có sai chỗ nào không? Dạ không ạ. Không sai phải không? Rồi, bạn không hiểu biết về nước, bạn sẽ chết gì? Chết đuối. Phải không tụi con? Hiểu biết về nước, bạn sẽ bị chết đuối. Bạn không hiểu biết về lửa, bạn sẽ gì? À, bạn sẽ bị gà nướng, trở thành gà gì? Gà nướng, mà mình cái này không phải gà nướng mà người gì? Người nướng, là nướng người. Nghe không tụi con? Rồi, bạn không hiểu biết về gió, bạn có bị trúng gió không? À, bạn không hiểu biết về gió, bạn có thể bị gì? Khó hà nghe, khó hà. Còn thưa thầy là nếu không hiểu biết về gió, có ai trợ giúp bạn không? Gió có lực cản rất lớn không tụi con? Có thể xô sập nhà không? Có cản trở sự lưu thông của mình không? Có. À, vậy thì bạn không hiểu biết về gió, bạn cũng sẽ bị quy luật tự nhiên của gió nó đập cho bạn tơi tả cuộc đời. Rồi, bạn không hiểu biết về thức ăn, có hại tới sức khỏe không tụi con? Có không? Có. Bạn không hiểu biết về tốc độ và luật giao thông, bạn có thể bị gì? Con thưa thầy là sẽ bị phạm luật. À, còn cái gì nữa? Cái gì còn kinh khủng hơn phạm luật nữa? Tai nạn giao thông. À, tai nạn giao gì? Giao thông. Tai nạn giao thông có hai mức. Một là gì tụi con? Mức cao nhất là gì? Đài. Phải không tụi con? Mức cao nhất là gì? Đài. À đài ha. Mức thứ hai là thương gì? Thương tật suốt đời. Tụi con nghe kịp không? Thương tật suốt đời. Hôm qua thầy đi dạy ở Đồng Nai về, trên đường đi qua quận 12, ngay chỗ An Phú Đông, phường An Phú Đông, một trong những phường mà có truyền thống cách mạng, có một anh chàng. Thầy dòm cái quần jean với cái đôi chân thì thầy thấy cũng ốm ốm ròm ròm, giống như chàng hiu vậy thôi. Tụi con biết chàng hiu không? Chàng hiu ở ngoài này kêu là cái gì nhỉ? Nó giống như con nhái mà nó ốm nhách ốm nhom đó. Ở ngoài này kêu là con gì? Chẩu chàng hả? Phải không? À, xe tải người ta đang đậu một bên đường vậy đó, anh phát nguyện anh lủi vô xe người ta. Tự nguyện lủi thôi, tự nguyện lủi vô xe người ta. Và chiếc xe vẫn còn đứng nguyên. Thầy ngồi trong xe thầy dòm thì xe anh đa vẫn còn dính trong đó, dính trong cái đuôi ở giữa xe tải, giữa cái thùng xe tải, giữa cái thùng xe tải. Và chiếc xe Honda vẫn còn đứng nguyên và bị vô trong chiếc xe tải khoảng 2/3, còn lại 1/ gì? 1/3. Và cái anh đó, đó, cái anh mà bị tai nạn đó vẫn nằm trên xe với cái tư thế kiểu này nè. Và thầy thấy có các chú công an và máu me thì rất nhiều. Thì cái đó là gì?
chỉ trong một phút chốc. Trong một phút chốc, bạn goodbye một cuộc đời một cách lãng xẹt. Tụi con nghe kịp không? Hiểu chữ lãng xẹt không? Lãng xẹt tức là ta lãng phí công lao cha mẹ và phủ định công lao của thầy cô, của xã hội một cách rất gì? Rất nhanh chóng. Cái cậu đó thì thầy thấy là chắc cũng khoảng chừng mười mấy hai mươi, mặc cái quần jean, áo thun. Thì lúc người ta đắp cái chiếu lên rồi, đắp cái chiếu lên chiếc xe còn dính ở trong đó. Đắp chiếu lên rồi thì rất còn trẻ, chờ mới vừa rồi. Cái thầy nói cái này nè, bạn không hiểu biết và không tôn trọng nó thì nó có thể gì? Nó có thể quật ngã cuộc đời của gì? Của bạn. Rồi thầy nói không hiểu biết về món ăn ảnh hưởng tới sức khỏe, không hiểu biết về thức uống có ảnh hưởng tới sức khỏe không tụi con? Có không? Có. Rồi ngày nay có một loại mà không hiểu biết cũng nguy hiểm vô cùng, mà hôm nay không biết là ban tổ chức có thâu những cái dụng cụ đó của tụi con không? Có không con? Có thâu không? Có không? Những ai còn giữ giơ tay lên này coi coi. Đố dám giơ tay. À đố đố dám giơ tay. Đây, nếu bạn không hiểu biết về nó sẽ gì đây? Nó sẽ làm cho đời bạn trở nên thê thảm, mà bạn cảm thấy rất ngọt ngào. Ngọt ngào trong sự thê gì? Thê thảm. Tụi con nghe kịp không? Ố, những anh chàng này sao mà tập yoga sớm quá vậy? À, tê dò hả con? Tê phải không? À, bóp, dùng đôi chân của mình, dùng đôi tay của mình chăm sóc đôi chân của mình, chứ đừng có khoe cái cặp chân dài của mình ra, làm thiên hạ ngẩn ngơ không nghe pháp được. Tụi con nghe kịp không? À, nếu mà nó có tê đau, tụi con tự chăm sóc cho mình bằng cách gì đây? Xoa bóp. Nhất là bên các cô, đừng có khoe cái đôi chân dài người ta ra để cho người khác ở bên kia ngẩn ngơ không nghe pháp được. Con nghe kịp không? À, rồi bây giờ trở lại vấn đề. Cho nên cái mà thầy đang đề cập tới là một trong những cái công cụ của thời đại, phương tiện của thời đại. Cái này tụi con đứa nào cũng biết. Và có đứa còn gì, còn đặt luôn cả một bài hát: không phải quê hương là chùm khế ngọt nữa, mà quê hương là cái iPhone nhỏ cho em ngồi vuốt mỗi ngày. À, quê hương là cái mắt phone nhỏ, mẹ về con chả biết đâu. Mẹ về mình cũng không gì, không chào, không biết. Tại vì mình mắc chào với cái máy, chào mỗi chương gì đây, chương trình mình kéo ra. Cho nên đây thầy bảo với các con nghe, cái điện thoại smartphone bây giờ nó tiện dụng không tụi con? Tiện dụng không? À, mình khỏi phải chạy ra chợ báo cho mẹ biết là con đã về. Mẹ khỏi cần chạy về nhà coi mình đã về chưa. Mẹ chỉ cần nhấc gì? Nhấc máy lên và báo cáo con đã về. Hoặc là chỉ cần nhắn tin con đã gì? Đã về. Tiện vô cùng. Ngày xưa phải đi bộ hoặc là chạy xe ra báo mẹ con đã gì? Đã về. Tiện lợi không tụi con? Rồi ra chợ cần mua một món hàng gì mẹ dặn mua, nhưng mà gì? Mình chưa tự tin lắm, chụp cái hình gửi về: đây cái này phải không mẹ? Ok, mẹ nói ừ đúng rồi đó con. Gửi về. Tiện dụng không? Tiện dụng cực kỳ. À, bạn muốn hỏi: ê tao giải như vậy đúng không mày? Đâu? Mày chụp cho tao coi. Bập bập gửi ra. Mà sao tao ra không ra đáp số? Mày giải sao chứ, giải vậy là đúng cái bước của nó rồi. Tại sao mày giải không ra? Chắc cái đầu mày có vấn đề. À, thầy ví dụ tao nghe. À,
nhiều thôi. À giờ thì tiện dụng không tụi con? Trao đổi bài cũng rất gì? Rất tiện dụng. Nhưng mà nó như một con dao hai lưỡi. Tụi con nghe kịp không? Nếu tụi con không biết cái mặt gì, à cái mặt trái mà nó khẽ gì mà hồi nãy có cái bài hát, làm cái chế, cái bài hát chế đó là quê hương là cái iPhone nhỏ em cho em ngồi vuốt mỗi gì mỗi ngày, rồi em vuốt riết rồi em quên đời em luôn, quên đời em luôn. Quê hương là cái iPhone nhỏ êm đềm giết chết đời em. Tụi con nghe kịp không? Êm đềm giết chết đời em. Giết chết đây không phải là nó bóp mũi, mà làm cho mình quên, quên vững bước trên đường gì? Đường đời. Quên vững bước trên đường đời. Hiểu biết giết, thầy muốn nói với con riêng cái vấn đề này là tụi con biết cái nào là sức cám dỗ, sức cám dỗ để nó gì? Nó nhận chìm đời mình, nhận chìm đời mình. Có một gia đình chỉ có hai anh em thôi, một trai và một gì? Gái. Không may người anh trai rất mê cái món này và mê vô cái tiệm gì đó tụi con, cái tiệm gì mà gõ gõ mạnh thiệt mạnh đó ha, à, và gõ luôn bằng phím đó, mà quăng luôn bằng phím đó, tức quá quăng luôn bằng phím đó. Món gì tụi con? À đúng rồi, rồi sao tụi con giỏi quá vậy? À không may, và câu chuyện ấy xảy ra ở chợ Sắm Mới, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 4 giờ sáng, cậu ấy gục trên bàn gì? Bàn máy và gì? Bỏ quên đời mình. Bỏ quên đời mình. Đai phản tụi con? Phải đai không? Đai. À đai. Cái ông chủ tiệm game đó sau đó là dẹp tiệm luôn. Sợ quá. Không phải là, không biết là ông ta có nói là cái chuyện mà nó ảnh hưởng tới giới trẻ không thì thầy không hiểu. Nhưng mà chắc chắn là ông ta sợ trong nhà ông ta có một gì? Có người chết. Và bán gì? Bán căn nhà đó luôn. Nhưng câu chuyện ta không đi theo vấn đề đó, ta đi theo hướng khác. Hướng là cậu này đang học lớp 11. Tụi con nghe kịp không? Còn một năm nữa là kết thúc chương trình phổ thông. Cha mẹ nuôi bao nhiêu năm tụi con? Mười mấy năm. Học tới lớp 11 là bao nhiêu tuổi rồi? 17. Hồi nãy có anh chàng nào rước thầy là 17 tuổi mà cao hơn thầy quá trời. Cái thầy giả bộ đi xa xa ổng chút. Hai ông mà cầm hai cái lọng đó. Ông nào cũng cao nhiều mà thầy hỏi ổng, ổng nói mới có 17 tuổi thôi. Thì có nghĩa là sang năm nếu mà thầy có ra nữa là thầy đi xa hơn chút xíu nữa. Vì ổng cao vậy. Vì con trai là tới 25 tuổi mới hết cao. Còn con gái là 22 tuổi. Con năm nay bao nhiêu rồi? Con năm nay 17 tuổi ạ. 17 tuổi. 17 tuổi, rửa là học lớp 11 rồi. Đúng không? À, học lớp 11 rồi. Thầy xin giới thiệu tụi con thầy Dân Quảng Trị. Tụi con nghe kịp không? Cách tụi con mấy tỉnh? Mấy tỉnh? Đi vào hướng Nam cách tụi con mấy tỉnh? À con, đâu con nói coi, đâu mấy tỉnh con? Con ở đây là Hải Tình. Đúng không? Mấy tỉnh tụi con? Rồi, để coi thầy kể ra nè. Ở đây đi vào Nam thì nè, Nghệ An rồi tới gì? Hà Tĩnh. Rồi tới chí? Quảng Bình.
Quảng Bình quê ta ha. Rồi tới Quảng gì? Quảng Trì. Đập chắc này. À, đập dao. À, đập. Hồi nãy nó nhắc phải không con? À nó nhắc. À, chứ không phải con nói phải không? À, nó nhắc. Tụi con nghe đây, tiếp đây. Thầy vào Nam lúc thầy 6 tuổi. Tụi con nghe vậy không? Cả gia đình luôn cho nên đi học. Rồi sau này đi tu, đi làm việc cũng ở trong đó. Do đó mà thầy ăn cơm miền Nam, uống nước miền gì? Miền Nam. Xài tiền miền gì đây? Miền Nam. Do đó thầy đi làm việc đa phần thầy sử dụng cái giọng nói ít có mùi mắm ruốc hơn. Ở đây còn ăn mắm ruốc không? Quê hương Nghệ An còn ăn mắm ruốc không? Nói lớn hơn còn không? Có. À có. Thầy nói tôi có nghe nè, nghe tiếp đây. À, câu chuyện thầy đang dở dang đó là gì? 17 tuổi được phủ định, bị phủ định vì một trò chơi mà ta không hiểu biết về nó. Tụi con nghe kịp không? Không hiểu biết về nó và không thấy được sự cám dỗ chết người của nó, sự cám dỗ chết người của nó. Và cuối cùng người bạn trai này từ giã cõi đời và phủ định công lao của cha mẹ, thầy cô, xã hội ngay ở cái tuổi còn đẹp nhất của đời gì? Đời người. Thầy xin báo cho tụi con một tin mừng. Tụi con đang sống ở một cái giai đoạn gọi là đẹp gì? Đẹp nhất. Cỡ như thầy là bắt đầu nó đang gì đây? À, nó đang xuống. Đồ thị nó sao tụi con? Đồ thị sao con? Xuống. Đồ thị băng gì? Xuống. Còn tụi con là đồ thị đang gì? Đang lên. À, đang lên. Đồ thị thầy là đang ở bên cái dốc bên kia của cuộc gì? Cuộc đời. Còn tụi con là ở đang ở cái dốc bên gì? Bên này. À, bên này. Thầy báo cho tụi con là do không hiểu biết và không hiểu biết được sự cám dỗ nguy hiểm của nó, cho nên người con trai này tự giã cõi đời ở cái tuổi đẹp nhất và phủ định chính mình, phủ định cả 17 năm nuôi nấng khổ nhọc của cha mẹ. Thầy nói tụi con, trên đời này cái vốn quý nhất là cái gì tụi con? Sự sống và sức gì? Sức khỏe. Đây là hiểu biết thứ hai mà tụi con cần phải để gì? Để ý. Và nếu ai chưa biết tôn trọng, chưa biết tôn trọng và trân quý cuộc sống của mình cũng như cuộc sống mọi loài, người này chưa xứng đáng là một con người bình thường, huống chi là chưa xứng đáng là một người đệ tử của Phật. Tụi con nghe kịp không? Trong giới đầu tiên của, trong năm giới tụi con có quy y chưa? Chắc chưa phải không? À, trong năm điều nguyên tắc sống đầu tiên của đạo Phật, Phật dạy chúng ta là biết tôn trọng sự gì? Sự sống. Tụi con nghe kịp không? Biết tôn trọng sự sống của mình và của mọi loài. Mọi loài trong đây gồm có cả động vật lẫn thực gì? Thực vật. Tụi con nghe kịp không? Đầu tiên là tôn trọng mạng sống của con gì? Con người. Tiếp theo là tôn trọng mạng sống của các loài động gì? Động vật. Và tiếp theo là tôn trọng mạng sống của cây cỏ và muôn loài. Bạn không có quyền gì vô cớ mà bẻ đi một nhánh gì? Nhánh cây. Hồi nãy lúc từ ở trong ấy đi ra, thầy có nhặt được hai cái trên đường đi ra.
Cái gì đây tụi con? Và hồi nãy có thầy kia tính giật của thầy, nhưng mà thầy nói không, cái này để chút nữa thầy làm đề tài thầy giảng dạy. Cái gì đây tụi con? Cái gì? Đinh, đúng rồi. Cái này là thầy cột lại, còn hồi nãy nó dài lắm, thầy gom nó lại. Cái gì đây? Cái gì? Dây. À, sợi dây ni lông. À, dây ni lông. Rơi vãi trên đường, thầy đi ra thầy nhặt được hai cái này. À, cái này mà tụi con chạy nhiều khi vướng phải có khả năng gì? Ngã. Tụi con nghe không? Ngã thì mà mặc ai mà xinh xinh đẹp đẹp mà ngã cái mà cái sân nó không có hư mà cái mặt mình bị gì? Bị hư. Cái sân nó không sưng mà cái mặt mình gì? Sưng. Còn cái này trong cái khuôn viên mà tụi con đang ở như thế này, rất đông các bạn trẻ, mà tụi con một trong những cái náo động của tụi con là thích chạy nhảy. Dẫm phải một cái là sao tụi con? Đinh gãy hay sao? Đinh gãy không? Dẫm đinh gãy không con? Chứ sao? Còn thứ hai là chân bị thương. À, chân sẽ bị thương, đúng không? Chân sẽ bị thương. Thì cái này nè tụi con, cái này cũng là dấu hiệu thầy muốn nói với tụi con, là tôn trọng sự sống ta phải, cái nội dung thứ nhất tôn trọng sự sống là biết bảo vệ sự gì? Sự sống. Bảo vệ sự sống, nâng niu và giữ gìn cuộc sống của chính mình và mọi gì? Mọi người, mọi loài. Đây, tụi con nghe đây, ngồi thẳng lưng lên, ngồi thẳng lưng lên, đúng rồi, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Tụi con chưa có điều kiện làm việc từ thiện, giống như đem tiền, đem gạo, đem cơm, đem bạc, đem áo, đem quần đi cho, đi giúp ai đó. Tụi con chỉ cần nhặt một chiếc đinh rơi vãi trên đường để cho người khác khỏi dẫm phải. Nhặt một sợi dây nằm vương vãi trên đường để cho người ta khỏi vướng phải. Nhặt một cái vỏ chuối, ai đó ăn vô tình hoặc là vô ý thức quăng trên đường. Vỏ chuối có khi làm ta té ngã không tụi con? Có không? Rồi, một hòn đá, một cục đá vương vãi bên lề đường, bên vỉa hè, khi xe ta chạy ngang lỡ cán phải, có dễ bị ngã không tụi con? Có. À vậy thì một miếng chai, mảnh chai, một sợi dây, một cái đinh, một vỏ chuối hay là một nhánh cây là ở bên đường ngay sau cơn mưa. Sau cơn mưa gió thì có thể có những nhánh cây nó bị là xuống giữa gì? Cái đường. Nếu mình tự mình không làm được mà mình biết cây này nếu chạy mà không chú ý là có thể gì? À, ta đung vào cây đó. Hoặc là mình tự làm được thì làm, còn không gọi người khác cùng giúp làm được. Thì đó là gì? Đó là ta đang làm việc phước thiện. Tụi con nghe kịp không? À, không phải đem gạo, cơm, tiền, bạc đi mới gọi làm từ thiện, mà biết tôn trọng và bảo vệ sự sống của mình và của con người cũng là thiện. Cho nên hiểu biết thứ hai mà thầy muốn nhấn mạnh với tụi con, đây là gì? Đó là sự sống là vốn quý nhất. Bạn phải phát nguyện trọn đời giữ gìn tôn trọng sự sống của chính mình và của mọi loài. Tụi con nghe kịp không? Và trong khi giữ gìn mạng sống của mình và của mọi loài, giữ gìn sự sống của mình, của bản thân mình, vậy là ta có giữ gìn công ơn của cha mẹ ta không? Có không? Đây cũng là một cách để chúng ta có hiếu với cha gì? Cha mẹ. Và ta có quý bản thân mình không tụi con? Có quý bản thân mình không? Quý được bản thân mình và giữ gìn, giống như chàng trai mà thầy nói hồi nãy mà lủi vô cái đuôi xe tải đó, rồi dính luôn trong xe luôn đó. Thì rõ ràng là chuyện này không ai muốn xảy ra.
Nhưng mà khi bị rồi, ông tài xế mà ông chở thầy đó, ông nói thầy đừng có nhìn, thầy đừng có nhìn. Hỏi sao vậy mày? Về ngủ không có được đâu. Khá vậy, tại vì thấy cái cảnh kinh khủng lắm, rất thương tâm. Và máu me nó vãi đầy ở dưới xe. Thầy nói tụi con nghe, nội dung thứ hai về hiểu biết, đó là tụi con biết tôn trọng sự sống của mình và sự sống của muôn loài. Trong khi tôn trọng thì ta đồng thời bảo vệ mạng sống của mình và mọi loài. Đó là một cách ta bảo vệ thành quả mà cha mẹ đã cho gì? Cho ta. Tụi con nghe kịp không? Rồi không chỉ mạng sống mà ta còn phải bảo vệ thân tâm của mình, thân tâm chí nguyện của mình và con đường mà mình sẽ gì? Sẽ đi trên mấy chục năm của kiếp người. À, mấy chục năm kiếp người. Mà nãy thầy cho tụi con đọc là gì? Vững gì? Vững vàng. À, tụi con đọc lại nè, bắt đầu đọc lại, chúng ta quên rồi nè, quên rồi nè. Quên rồi nè. Con về bên Phật. Thực tập hiểu biết. Thực tập yêu thương. Thực tập vững vàng. Rồi thầy cảm ơn tụi con. Ngồi thẳng lên chút xíu. Ngồi thẳng lên. Thẳng lên. Bây giờ nè, để giải tỏa cái cơn mệt mỏi sau hơn, hồi nãy mình bắt đầu mấy giờ? 8 giờ hả con? Sau 45 phút bây giờ thầy với tụi con cùng hát một bài mà không phải là bài Alibaba. Tụi con biết bài đó không? À, nhưng mà bài hát này là thầy chế lại. Hôm nay chúng ta về đây A-di-đà-phật. Hôm nay chúng ta về đây cùng tu A-di-đà-phật. Về đây ta cùng vui, về đây ta cùng tu A-di-đà-phật. Tụi con nghe kịp không? Nghe kịp chưa? À, thẳng lên hát cho nó hay. Ngồi thẳng lên. Trái bóng của bạn đã xìu xuống rồi, thì bơm lên một chút. Thẳng lên. Thẳng lên. Rồi bây giờ nè, câu đầu tiên nha. Hôm nay chúng ta về đây A-di-đà-phật. Hôm nay chúng ta về đây cùng tu A-di-đà-phật. Về đây ta cùng vui, về đây ta cùng tu A-di-đà-phật. Bây giờ tụi con đệm nha. Tụi con đệm cái phần A-di-đà-phật nha. Được chưa? Đệm nha. Hôm nay chúng ta về đây A-di-đà-phật. Hôm nay chúng ta về đây cùng tu A-di-đà-phật. Về đây ta cùng vui, về đây ta cùng tu A-di-đà-phật. Hôm nay chúng ta về đây A-di-đà-phật. Hôm nay chúng ta về đây cùng tu A-di-đà-phật. Về đây ta cùng vui, về đây ta cùng tu A-di-đà-phật. Rồi xin cảm ơn tụi con. Xin cảm ơn. Bây giờ thầy gọi tụi con nghe, tụi con ơi lên một tiếng. Ơi lên một tiếng cho nó vang động trời vậy. Trời đất nó nghe bên đây nè. Các con ơi. Ơi. Yếu quá, làm lại coi. Các con ơi. Ơi. Lần thứ ba, khí thế lên chút nữa. Các con ơi. Ơi. Rồi ôi đã. Hết buồn ngủ chưa? Rồi sau khi ba lần ơi, tụi con bắt đầu chăm sóc mình một chút xíu. Chăm sóc mình chút xíu. Rồi chăm sóc đi, chăm sóc đi, chăm sóc đi. Ba phút cho sự chăm sóc. Phút thứ nhất đã trôi qua. Phút thứ hai chuẩn bị trôi qua.
Phút thứ ba gần kết thúc. Trời ơi, hai ông này tình thương mến thương đó. Phúc thương yêu, xin tạm dễ, tạm dừng, xin đừng gác giò lên nhau nữa. Và phúc âu yếm cũng kết thúc. Ôi trời ơi, chăm sóc coi như là massage nữa kìa. Trời, ông biến thành là cái phòng spa mới ghê chứ. Spa. Rồi, bắt đầu lại được chưa? Rồi, tụi con bắt đầu lại. Ngồi thẳng đi. Tiếp theo. Tiếp theo, bắt đầu ngồi thẳng lên. Kết thúc rồi. Nội dung tiếp theo thầy muốn nói trong vấn đề về hiểu biết. Vừa con. Thẳng lưng lên con, thẳng lưng lên đi giùm thầy con. Đúng rồi, thẳng lưng lên nữa. Rồi thầy cảm ơn tụi con. Tiếp theo trong vấn đề hiểu biết, nội dung là con về bên Phật. Thực tập hiểu gì? Hiểu biết. Nội dung thứ ba thầy muốn nói với tụi con về hiểu biết đó là gì? Con người ai cũng cần được tôn gì? Tôn trọng. Ai cũng cần được thương gì? Thương yêu. Có ai muốn mình bị xem thường không tụi con? Không. Vậy thì hiểu biết thứ ba tụi con nên nhớ rằng là gì? Con phát nguyện suốt đời không cố ý xúc phạm vào niềm vui, hạnh phúc, uy tín và danh dự của người gì? Người khác. Con không chà đạp lên niềm vui, hạnh phúc, nhân phẩm và giá trị của người người khác. Thầy hỏi tụi con, trong tụi con dù có vụng về kém cỏi cỡ nào, dù có xấu xí cỡ nào, hoặc là dù có tệ hại cỡ nào đi nữa, mình có muốn mình bị xúc phạm không tụi con? Có không con? Thấy người đẹp rồi. Đấy, đấy chứ đâu dòm đâu. Con. Con thầy mời con đứng lên chút xíu. Dáng cao đẹp đây. Con đã từng bị ai xúc phạm chưa con? Dạ con thưa thầy là rồi ạ. Rồi. Buồn không con? Dạ có. Có. Khó ngủ không con? Có. Khó ngủ không? Rồi cảm ơn con. Còn con. Con đã từng xúc phạm ai chưa? A Di Đà Phật rồi ạ. Rồi, rất chân thành. Nhưng mà sau đó con có cảm thấy ân hận không? A Di Đà Phật lúc có lúc không. Con nhỏ này thật thiệt. Vỗ tay nữa, thật thiệt. Nếu cái người mà người ta nói xạo là người ta nói đó, sau đó con hối hận rất gì? Rất nhiều. Nhưng mà con bé này nó chơi hàng thật. Nó nói là lúc có lúc gì? Lúc không. Con người này dám chơi hàng thiệt chứ không chơi hàng giả. Hàng nào là mình chơi hàng đó, không có dán mác tầm bậy. Thầy cảm ơn con và chúc mừng sự tự tin của con. Chúc mừng sự tự tin của con. Thầy trở lại câu chuyện ta đang nói. Hiểu biết thứ ba mà ta cần biết để sống trong cuộc đời, một là mình bảo vệ hạnh phúc và niềm vui của mình, hai là mình phải biết tôn gì? Tôn trọng hạnh phúc, niềm vui, giá trị, uy tín và nhân phẩm của người người khác. Bạn không có quyền chà đạp lên niềm vui, giá trị và nhân phẩm của người người khác. Vì trong chúng ta có một mẫu số chung. Tụi con nghe đây. Nghe nè. Nghe. Dặn cái lỗ tai chút xíu nè. Dặn nè.
vặn lại chút xíu nghe này. Vì ta có một mẫu số chung là ai cũng muốn mình được tôn trọng và được thương yêu. Tụi con nghe kịp không? Nghe rõ không? Đó, cho nên vì mẫu số chung này bạn biết là người này cũng muốn được tôn trọng, người kia cũng muốn được tôn trọng, cho nên bạn đừng có xúc phạm nó. À, đừng xúc phạm nó. À, và bạn đây cũng muốn được tôn trọng và thương yêu. Tất cả chúng ta đều có một mẫu số chung, đó là điều mong muốn được thương yêu và được tôn gì? Tôn trọng. Và không muốn mình bị xem thường, bị chà gì? Chà đạp. Rồi, giờ tụi con giơ cái tay trái lên đầu. Đúng rồi, để trên đầu này. Đây là bộ não của chúng ta. Và đặt tay phải của mình trên con tim của mình. Ok, thầy cảm ơn tụi con. Biết được tim ở đâu là khá rồi. Thằng này sao mày để tim người ta mày. Tim mày thôi, đừng có để tim người ta mày chết mày. À, rồi tụi con nè, tụi con bắt đầu nói theo thầy nè. Con nguyện suốt đời, tôn trọng con người, tôn trọng hạnh phúc của người, tôn trọng danh dự của người, nhân phẩm và uy tín của người. Con không cố ý xúc phạm chà đạp lên danh dự và giá trị nhân phẩm và niềm vui của người. Rồi tụi con đã thề rồi nghe. Thề rồi đó, thầy dụ đó, cái đó thầy dụ đó nghe. Dụ tụi con đó, tụi con thề rồi đó nghe. Thề rồi và thề bằng khối óc và con gì? Con tim. Đứa nào phản bội lời thề tóc không mọc nữa. Tụi con nghe kịp không? Thầy ngày xưa vì phản bội lời thề cho nên tóc thầy bữa nay sao đây vậy đây? Nó vẫn mọc nhưng mà nói gì đây? Sao thằng con? Ngắn thôi, không có dài được với tụi con. Cho nên bây giờ thầy lo thầy tu để thầy vớt dạy, vớt giác lại. À, nói cho tụi con nghe. Đây là hiểu biết. Đây là hiểu biết mà bạn nếu, tụi con nghe đây. Nếu bạn thực hiện được lời nguyện đó, thầy xin nhắc lại là hạ giáng xuống chút xíu, là không phải lời thề mà lời nguyện. Tụi con nghe kịp không? Nguyện. Thầy hạ xuống không phải lời thề mà lời nguyện. Là nếu tụi con thực hiện được cái nguyện ước này, tụi con đi qua cuộc đời mà ít có gặp rủi ro và ít có gặp những người mà thù ghét mình. Tụi con nghe kịp không? Và tụi con ít bị người ta chơi mình. Thầy hỏi tụi con, khi mình xúc phạm ai hoặc làm đau khổ ai như một cái phản ứng tất nhiên, là người ta có hận mình không tụi con? Có không? Có hận không? Có thù không? Có. Và cao nhất là gì?
ông chết với tôi. Nãy giờ hết pin mà ông để vậy đó, ông chết với tôi. Nghe đây tụi con. Như một phản ứng tất nhiên. Và cái đó vật lý gọi là gì tụi con? Đàn gì? Em xích lại một chút, đúng rồi. Phản gì? Phản ứng đàn hồi, tụi con nghe kịp không? Phản hồi. Hoặc là khi bạn tác động vào một vật, một lực gì đó sẽ phản gì? Sẽ có một gì? Một lực phản gì? Phản lại tướng, tương ứng. Cho nên thầy nói là nếu tụi con giữ được lời nguyện vừa rồi, mà lời nguyện mà thầy nhờ tụi con làm một tay để trên gì? Trên đầu. Đây là tượng trưng cho sự lựa chọn của khối óc. Tụi con nghe kịp không? Hiểu biết của khối óc. Và để một tay phải vào con tim của mình là tượng trưng cho gì? Sự khát khao của con người, tất cả đều mong muốn mình không bị xúc gì? Xúc phạm. Con có khi nào muốn kẻ khác xúc phạm mình không? Dạ không ạ. Không phải không? Đúng rồi, chỉ có người khùng mới làm thôi. Đúng không con? À, thầy bảo tụi con nghe đây. Điều này nếu tụi con thực hiện được trên đường đời, không chỉ mà lúc ở lứa tuổi này đâu, sau này khi tụi con tốt nghiệp rồi đi vào các công sở làm việc, bạn chỉ cần đụng chạm xúc phạm kẻ khác một đôi lần, cuộc đời của bạn sẽ gặp rất nhiều rủi gì? Rủi ro. Rủi ro này ở đâu? Nói theo nhân quả nhà Phật thì gọi là có nhân thì có gì? Có quả. Bạn từng xúc phạm kẻ khác, bạn làm cho người khác đau khổ thì bạn cũng sống không yên ổn được. Tụi con nghe kịp không? À, vậy cho nên điều này không chỉ ở lứa tuổi này tụi con sẽ gặp ít cái phiền hà, ít phiền hà, mà tụi con sau này trên dặm đường dài mà gọi là đường gì? Đường đời đó. Tụi con còn cái quỹ thời gian ít nhất, ít nhất cũng phải 5-60 gì? 5-60 năm. Đoạn đường tụi con còn dài không? Còn rất gì? Rất dài. Nhưng thầy báo cho tụi con biết, kẻ nào rải đinh trên đường đời, kẻ đó sẽ thế nào cũng đạp hoặc cán gì? Cán đinh. Tụi con nghe kịp không? Kẻ nào rải đinh trên đường đời, kẻ đó sớm muộn gì cũng cán phải đinh mình đã gì? Đã rải. Và dẫm phải đinh mình đã rải. Xúc phạm kẻ khác, chà đạp lên nhân phẩm, giá trị, niềm vui và hạnh phúc của người khác thì cũng như thế. Bạn có thể bị một phản lực nó đấm gì? Nó đấm lại. Nó đấm lại. Sao ông hiền quá vậy? Tôi mới dòm qua cái ông hiền dễ sợ. Con từng dính vào một cái chuyện đánh nhau nào chưa? Dạ con thưa thầy là rồi ạ. Có chưa? Rồi ạ. À, có rồi. Chắc chắn ở tuổi tụi con gái thì ít, nhưng mà con trai thì rất gì? Rất nhiều. Tụi con nghe đây, cái xung lực của bọn con trai á, nó mạnh nhưng mà nó ngu lắm. À, thầy quên là thầy cũng giới thiệu thầy là con trai. À, cho nên là nói ngu là có cái thằng này luôn. Vì thầy còn hai cái thẹo đây nè. Tụi con coi hai cái thẹo này nè. Hai cái thẹo này là ngày xưa đánh gì? Đánh nhau. Cho nên thầy ghi lại hai cái đài tưởng niệm nằm đây. Hai đài tưởng niệm nằm đây. Hai cái tưởng đài kỷ niệm một thời ngu ngốc. Tụi con nghe kịp không? Là năm đó thầy nhớ thầy học lớp 8 thôi. Gây nhau ở trong lớp, trong trường, nhưng mà không đánh nhau trong trường, vì đánh nhau trong trường là bị gì tụi con? Kỷ luật. Tệ nhất là bị sao?
đuổi học. Cho nên thầy Canh nó đi về, đi học về. À, thầy Canh nó đi học về. Làm gì tụi con? À, Canh nó đi học về. Đi qua cái khu xóm của mình, nện cho nó một gì? Một trận. Lúc đó nó biết chỗ đó là chỗ thổ công của mình. Nó gì đấy? Nó im lặng. Tụi con nghe kịp không? Rồi hôm 7 hôm sau thầy đi xem phim. Phim mà ngày xưa mà không phải giống như bây giờ, phim rạp ngon lành này. Phim ngày xưa có cái màn ảnh rộng mà chiếu ở giữa gì? Giữa sân, giữa trụ sở quý ban rồi vậy đó. Tụi con biết không? Ngày nay chắc tụi con không có biết cái đó. Phim màn ảnh gì? Rộng nhưng mà không phải chiếu trong rạp, chiếu ở ngoài vậy. Ngoài trời. Ở đây còn cái chỗ đó không? Chắc hết rồi hả? À, thì hồi đó lúc mới giải phóng thì nó có cái phim gọi là đoàn chiếu bóng lưu gì? Lưu động. Nghe nè. Rồi 7 hôm sau thầy đi coi, có thêm hai người nữa, hai người bạn của thầy nữa. Hôm đó trời mưa, thầy cầm cái mảnh áo mưa che. Che về thì hai thằng kia, mỗi thằng một bên, còn thầy cầm cái áo mưa đi giữa. Thầy đang đi về, thầy nghe bóp bóp. Nó đánh dính áo mưa nhưng mà nó lọt sâu vô trong này luôn. Tụi con nghe kịp không? Nó dùng cái sợi dây nó cột bằng cái gì mà vỏ xe hơi đó, cái vỏ xe hơi đó tụi con biết không? Nó cắt ra từng cục vậy nè, nó đóng đinh vô. Nghe không? Đóng đinh vô cái vỏ xe hơi đó, nó cột cái dây nó vậy. Quấn nè, tụi con hiểu cái tử loại đó không? Thầy nói vậy tụi con hiểu không? Tức là nó cắt cái vỏ xe hơi đó. À. Nguyên cục vậy, nó cột cái dây vô và nó đóng gì? Đóng đinh vào đó, nó lấy sợi dây dài. Thì thầy không thấy người, mà sao mình nghe bóp bóp. Quay qua quay lại không thấy người, quay qua nó quất bóp nữa. Lúc này là biết mình bị gì đấy, bị tấn công. Thầy đố tụi con lúc đó thầy làm gì? Hả? Giỏi. Giỏi. Tại vì trong tình thế đó, tam thập lục kế, chạy là kế gì đấy? À, thượng sách. Nghe tụi con nghe nè. Tại vì mình bị tình trạng bất gì? Bất ngờ. Sau đó thì lúc đó thì chưa có nghiệm ra đâu tụi con. Tụi con nghe kịp nè. Lúc đó thầy chưa có nghiệm ra vấn đề đâu. Nhưng mà hôm nay thầy nói với tụi con là thầy đang nghiệm ra được vấn đề. Sở dĩ mà có cái chuyện đó đó, và hôm nay có cái thẹo này nè, là trước đó mình chặn đường người ta mình gì? Mình đập, mình đánh, nghe không? Cho nên thầy nói tụi con nghe, một lực bạn tác dụng đi, nó không bao giờ mất. Nếu có điều kiện nó sẽ gì? Nó sẽ trở gì? Trở lại. Trong vật lý thì mình học nó rất thể, khi bạn tác dụng vào một vật gì đó thì vật gì đó sẽ gì? Phản lại một lực. À, một lực. Mà tụi con nên nhớ điều này. Thầy nói với điều này với tụi con là có hai nguyên nhân chính. Một là để tụi con khi cái lưới, nhất là bọn con trai nè, bọn con gái thì thấy nó cũng có, nó quánh nhau nó cũng đẹp lắm. Mà một trong những cái món của nó là nắm gì? Nắm tóc. Và chơi món cẩu sực và đại bàng gì đấy. À, và chơi món đại bàng ngũ trảo, thấy không? Chơi món đại bàng ngũ trảo. Nhưng mà thầy chứng kiến cái đó là ở hai đứa bạn gái trong lớp, Thảo với Kim Anh. Hai đứa cùng lớp, trong giờ ra chơi, đứa nào cũng nắm tóc nhau cả. À, đứa nào nắm tóc nhau cả và mặt đỏ bừng. Ê, tụi con nghe đây. Cuối cùng
bây giờ hai bạn ấy vẫn còn một cái thẹo thương nhớ ngàn năm. Nghe nè, ngũ trảo gạo nhau. Cho nên tụi con nhớ đây, không chỉ con trai và mà bọn con gái các ngươi cũng hãy nghe đây. Đừng dại dột chà đạp lên uy tín, nhân phẩm, giá trị và hạnh phúc, niềm vui con người, vì bạn sẽ không biết lúc nào bạn bị trả đòn đâu. Tụi con nghe kịp không? Và bạn có đi đâu bạn cũng ở trong trạng thái bất an. Tụi con nghe kịp không? Và sau này nếu bạn lớn lên, bạn đi làm, tham gia vào các công việc của cuộc đời, nếu bạn xúc phạm kẻ khác thì cuộc đời của bạn cũng khó yên ổn được. Cho nên điều thứ tư thầy muốn nói với tụi con nè, là hiểu biết để cho bạn đi vững trên đường đời. Đi vững trên đường đời đó là bạn phát nguyện một đời không bao giờ cố ý làm tổn thương ai. Tụi con nghe kịp không? Không bao giờ cố ý làm tổn thương ai. Cao nhất là tính mạng, dưới nữa là danh dự, uy tín, giá trị và nhân gì? Nhân phẩm. Và ngang hàng với nó nữa đó là niềm vui và hạnh phúc của kẻ gì? Kẻ khác. Bạn đừng chạm vào, vì đó là nỗi khao khát mong muốn của mọi người. Không ai không mong muốn, và bạn cũng muốn điều đó, tôi cũng muốn điều đó. Tại sao bạn lại chà đạp lên điều đó của tôi? Các con hiểu không? Bạn cũng mong muốn mình có một mẫu số chung đẹp. Tôi cũng có một mẫu số chung đẹp. Tại sao bạn nhẫn tâm chà đạp lên tôi? Vậy thì hình như ta có sự thiếu công bằng ở đây. Đây là bốn hiểu biết mà thầy muốn chia sẻ với tụi con để ta vững bước trên đường gì? Đường đời. Nội dung thứ hai mà có thể là nhiều khi không biết hôm nay thầy có nói hết được không. Nội dung thứ hai đó là thực tập về yêu thương. Đọc nè, bắt đầu đọc lại cho thầy nghe nè, chứ tôi quên nè. Đọc lại lần thứ ba nè. Con về bên Phật, thực tập hiểu biết, thực tập yêu thương, thực tập vững vàng. Rồi thầy cảm ơn tụi con. Rồi ngồi thẳng lên chút xíu đi. Ngồi thẳng chút xíu. Để xả bớt cái sự mệt mỏi nè, bắt đầu thầy gọi tiếp nha. Tụi con ơi tiếp nha. Các con ơi, mệt chưa? Ôi cảm ơn. Chưa mệt thì thầy nói gì đấy? Nói tiếp hai nội dung còn lại. Và thầy mong rằng hai nội dung còn lại này thầy sẽ gói gọn trong thời gian là 20 phút. Tụi con nghe kịp không? Thắng lên, đúng rồi, thắng lên. Bên này nữa. Thắng lên, trời nó đang chăm sóc cho nhau kìa trời, chăm sóc cho nhau. Rồi, thầy cảm ơn tụi con. Nghe đây, nội dung thứ hai là ta thực tập về yêu thương. Yêu thương là một trong những chất liệu mà nó làm cho cuộc sống của con người tươi tắn hơn, mát mẻ hơn, sinh động hơn. Và ta thấy muốn sống giữa cuộc đời này hơn. Để coi thầy, giờ thầy hỏi ngẫu nhiên thôi nghe. Thầy hỏi ngẫu nhiên thôi. Nếu ai trả lời thì thầy cũng cảm ơn, mà không trả lời thầy cũng cảm ơn. Không bắt buộc trả lời nghe. Nếu trả lời được thầy cảm ơn, và không trả lời thầy cũng xin cảm gì? Cảm ơn.
có ai để thương nhớ chưa? A Di Đà Phật, con xin trả lời là chưa ạ. Thiệt không con? Nói nhỏ cho thầy nghe thôi, đừng có cho ba má nghe. Thật luôn không? Rồi cảm ơn con. Nhưng mà thầy hỏi thiệt, chưa có người nào để thương nhớ hết hả? A Di Đà Phật ạ, bây giờ là chưa ạ. À, bây giờ là chưa hả? Các anh nghe chưa? Nó nói là bây giờ là chưa đấy. À, bây giờ là chưa. Rồi, cảm ơn con. Thầy hỏi ngẫu nhiên một bạn trai tiếp theo. Thằng này. À, thôi thầy hả? Tự nhiên bắt tôi thôi sao được? Có ai làm con mất ngủ chưa? Dạ chưa. Chưa ai làm con mất ngủ hết hả? Vậy thật thầy, chúc mừng con. Cái mặt đẹp trai như thế mà chưa bị mất ngủ là con có phước lắm à. À thầy, thầy nói câu chuyện nghiêm túc với tụi con nè. Yêu thương là một trong những chất liệu làm cho cuộc đời tươi mát hơn. Ta có rất nhiều đối tượng để yêu thương. Yêu thương mà linh thiêng cao cả nhất đó là đối tới với cha gì? Cha mẹ, phải không tụi con? À, linh thiêng và cao cả nhất và không bao giờ bị phản bội, không bao giờ bị bỏ rơi. Dù ta có xấu xí dở, vấp ngã cỡ nào, tình yêu thương này cũng không bao giờ bị đánh rơi và bị đánh mất đi. Đó là tình yêu thương đối với cha gì? Cha mẹ, và cha mẹ đối với con. Con cái, hồi tối tụi con tụng kinh báo ân có nhớ không? Mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80. Tình thương có ngừng chăng, chỉ có hơi thở cuối. Cuối cùng, hồi tối tụi con tụng, có tụng có nhớ đoạn đó không? Có không? À, rồi. Thứ hai, ngoài cha mẹ ra ta còn rất nhiều đối tượng thương yêu. Nhưng trong đó có một đối tượng mà thầy muốn nhấn mạnh hôm nay là bạn phải thương yêu chính gì? Chính mình. Tụi con nghe kịp không? À, bạn không biết thương yêu chính mình thì bạn khó mà thương yêu được cha gì? Cha mẹ. Vì hơn lúc nào hết, chỉ khi nào bạn biết cách thương yêu mình rồi, bạn biết tôn trọng mình rồi, thì bạn mới biết tôn trọng kẻ gì? Kẻ khác. Tụi con nghe kịp không? À, do đó, vì sao? Vì mình cũng cần được thương yêu và cần được tôn trọng, cho nên người khác cũng như thế. Do đó, cái đầu tiên là tình yêu thương đối với cha gì? Cha mẹ. Đây là một hằng số nghe tụi con. Hằng số. Con có kém cỏi, có dở dang, có vụng về cỡ nào, tình yêu thương của cha mẹ đối với mình là gì? Một hằng số. Còn thầy thưa thiệt với tụi con, tình yêu là biến số hay là hằng số? Bé này nó nói ngay liền là biến gì đấy? Biến số, vâng con. À, biến số. Trong toán học nó cho ta nè, tham số nè, hằng gì? Hằng số. Và biến gì? Biến số. Bây giờ thầy hỏi tụi con, tình yêu mà tụi con gọi là nhiều khi mà trốn cha trốn mẹ đó ha, trốn cha trốn mẹ, cãi lời cha cãi lời mẹ mà bỏ học bỏ hành đó, tình yêu này mà hồi nãy thầy tụi con nói là biến số là hằng số? Biến số, đúng không? Tức là có thể gì? Thay đổi theo đồ thị hình gì? Đồ thị hình sin. Tụi con nghe kịp không? Đồ thị hình sin là một biến số.
mà đã gọi là biến số thì nó có bền vững không tụi con? Không. Cho nên bọn con trai, bọn con gái nghe thầy nói đây, thẳng lưng lên, nói cho nó công bằng cả hai bên luôn, chứ không thôi nói thầy binh bên này mà bỏ bên kia. Tụi con ở tuổi này mà nãy giờ thầy hỏi hai người mà không biết trả lời thật là giả, nhưng mà thầy tin rằng là thật. Thầy tin rằng là thật. Ở tuổi này tụi con khoan vội vàng, khoan vội vàng để cho ai trú ngụ trong tim mình, dù là đăng ký KT3, dù là đăng ký tạm gì, tạm trú. Tụi con nghe kịp không? Đưa đăng ký tạm trú. Vì bạn còn quỹ thời gian rất dài. Để gì? Để nhìn ngắm nó, để lắng gì? Lắng nghe nó. Và hiểu biết gì? Hiểu biết nó. Lắng nghe, hiểu biết và tìm hiểu nó, bạn sẽ là một người hết sức dạy dột khi bạn để cho người ta ở trọ trong tim mình khi bạn chưa hiểu vì về nó cả. Thầy hỏi tụi con, một người mình chưa hiểu biết gì hết, mình có dám đem họ về nhà ở trong nhà mình không? Có không? Không. Kẻ nào mà đem về là gì đây? Kẻ đó chắc chắn người ta gọi một cái từ rất đẹp mà thầy không dám nói ra. Tụi con nghe kịp không? À, đem về nhà mà kêu họ ra, là đuổi họ ra là đã khó. Đặt họ vào trái gì? Trái tim mình. Mà gỡ họ ra càng gì? Càng khó hơn. Cho nên tụi con biết, nội dung thương yêu chính mình đầu tiên là tụi con đừng bao giờ dại dột ở lứa tuổi chúng ta mà để kẻ khác vào đăng ký hộ khẩu thường trú trong tim gì? Tim mình. Tụi con nghe kịp không? À, đừng cái, vì sao? Vì ta còn chưa đủ cơ sở để hiểu biết và gì? Và lắng nghe đâu. Cho nên rủi ro cao không tụi con? Rủi ro cao không? Rất là cao. Nhất là các bạn gái thì rủi ro là tụi con bị nhiều và nặng hơn là những bạn gì? Bạn trai. Tụi con nghe kịp không? Tại vì nói một cái điều chân thành và thẳng thắn là khi sự cố xảy ra, tụi con là người bị tổn thương nhiều, nhiều nhất. Và tai nạn dễ xảy ra cho tụi con nhiều, nhiều nhất. Cho nên riêng các bạn gái, thầy khuyến mãi thêm là nếu như các bạn trai có hai bức tường lửa để giữ gìn và thương yêu và bảo vệ mình, thì bạn gái phải có bảy bức tường gì? Bảy bức tường lửa. Tụi con nghe kịp không? À, để virus không dễ dàng xâm nhập vào cuộc đời của mình. Và khi bạn làm chủ được mình, không để ba cái virus tào lao đó nó xâm nhập vào cơ thể mình, thì đường đời của bạn, bạn bước đi những bước của kiếp người trên cuộc đời của mình rất vững gì? Vững vàng. Tụi con nghe kịp không? Đó, cho nên cái nội dung thứ hai mà thầy nói, ngoài thương yêu cha mẹ là một hằng số, cha mẹ thương yêu con là một hằng số, thì cái thứ hai tụi con biết là tình thương yêu mà ta thường hay dành cho nhau gọi là tình yêu đó, đây là một biến gì? Biến số. Tụi con phải cẩn thận với nó. Tụi con nghe kịp không? Cẩn thận với nó. Vì nó có thể in dấu trên số phận của mình, buồn, vui, hạnh phúc hay khổ gì? Khổ đau. Do đó, nội dung thứ hai của yêu thương, bạn phải yêu thương chính mình và yêu thương chính tụi con, đó là tụi con phải bảo gì? Bảo vệ được mình.
bảo vệ được thân thể và tâm hồn của mình. Khi bảo vệ được tâm hồn và thân thể của mình rồi, bạn sẽ ít gặp những chuyện rủi ro. Cách đây khoảng chừng 2 tháng rưỡi, có một người bạn trai người Kiên Giang tới gặp thầy. Thầy chưa từng gặp người con trai này, nhưng mà thầy nghe cái cách anh chàng này nói, với cái kiểu mà anh ta ứng xử khi tình huống xảy ra đó, thì thầy nghĩ là cái cô kia không phải là bị cha mẹ giam, cha mẹ cấm không cho gặp anh này, mà cô kia chỉ nói như vậy để tìm cách gì đây? Tìm cách thoát chương trình. Tụi con nghe không? Thầy thấy một người con trai mà chỉ có sự việc đó thôi mà mặt mày hốt hoảng, sợ hãi, mất bình tĩnh, nói cà lăm, hơi thở không gì, không điều, diễn đạt lời nói của mình không rõ ràng cái nội dung mà cần thầy giúp. Vậy thì một người con trai như vậy mà bạn gái mà nếu giao đời mình cho nó thì héo đời mình rồi. Tụi con nghe kịp không? Bản lĩnh một người con trai khi bước qua những cái khó khăn, những cái hoàn cảnh bất trắc cuộc đời, điều đầu tiên là bạn phải đứng gì? Đứng vững. Để có thể tìm ra giải gì? Giải pháp. Mới đầu thì thầy nghĩ là thiệt, tại vì cô ấy đó có sinh hoạt tu tập ở chùa thầy, thì anh chàng này anh nhờ thầy, qua thầy để mà liên lạc với cô ấy. Tụi con nghe kịp không? Tại vì bây giờ là bên kia không liên lạc với anh chàng này, mà có nhắn một cái tin là vì cha mẹ muốn ép gả cho một cái người khác, cho nên nhốt cô này và lấy điện gì? Điện thoại rồi, không cho liên lạc đó nữa. Nhưng mà thầy nghe cái phong thái, bản lĩnh của cái anh chàng này thì thầy hiểu không phải cha mẹ cấm đâu, mà cô ấy đang thoát chương trình. Tụi con nghe kịp không? Vì sau một thời gian lắng nghe, quan sát, tìm hiểu, thì cô ấy phát hiện ra rằng đây không phải là một cư dân có thể trú ngụ trong tim của gì? Của mình được. Tụi con nghe kịp không? Và càng không thể đi với mình trên một cái dặm dài tích tắp của kiếp người, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu chuyện rủi gì, rủi ro và bất trắc. Mà một người bản lĩnh như thế làm sao có thể là nơi nương tựa cho mình và vững vàng đứng bên mình. Cho nên khi mà thầy nhận ra cái tín hiệu đó rồi, thầy trả lời, hôm đó là thầy, cậu ấy tới thì thầy đi dạy. Thầy nói con níu nó thì chiều thầy về rồi con tới gặp. Tụi con biết không? Nó không về, nó ở lại chùa luôn và lại cái này, lại cái kia, rồi cầu xin, rồi có cái cô ở chùa có chụp hình lại cho thầy coi. Tại vì thấy cái hành động này bất thường quá. Thì khi chiều thầy về thì thấy ảnh vẫn còn. Và với tất cả những cái trình bày nội dung và cái cách ảnh trình bày thì thầy hiểu là rõ ràng không phải là cô kia bị gia đình cấm đoán, mà chính cô ấy muốn thoát. Tụi con nghe kịp không? Nhưng mà tạo ra một cái cớ vậy, tạo ra một cái cớ để hợp gì? Hợp lý là cắt kết nối. Tụi con nghe kịp không? Cắt kết nối. Rồi, ở chỗ này thầy muốn nói với tụi con, anh chàng này có tội nghiệp không? Có tội nghiệp tụi con? Tội nghiệp. Tội nghiệp thiệt. Và cô nàng kia dùng giải pháp ấy là giải pháp chắc chắn, không phải là giải pháp hay. Tụi con nghe kịp không? Muốn cái gì nói một lời thẳng vậy, thẳng thắn. Tụi con nghe kịp không? Để bên này không phải hốt hoảng lo gì, lo sợ. Và cũng để bên này nhận ra rằng
mình phải phấn đấu và rèn luyện nhiều hơn. Hơn nữa, tụi con nghe kịp không? À, nhưng mà bày ra một cái cuộc chia tay hợp lý hóa như vậy, thầy thấy không ok chút nào. Nhưng mà thầy muốn nói với tụi con, vấn đề là cả bạn trai, bạn gái, chính vì có cái sự cố xảy ra như vậy, cho nên bạn khi để cho ai tạm trú và thường trú trong trái tim của mình, bạn hãy dành cho mình một quỹ thời gian, quỹ thời gian đủ để chúng ta gì? Lắng nghe được nhau, nhìn ra được nhau, để chúng ta quyết định cho vào ở trọ trong cuộc đời của mình. Nội dung cuối cùng hôm nay thầy muốn nói với các con, đó là câu thứ ba: thực tập vững gì? Vững vàng. Đây là cái mà hồi nãy anh chàng kia đó, lẽ ra là anh phải vững gì? Vững vàng. Tụi con nghe kịp không? Mà tôi nghĩ rằng nếu mà anh vững vàng là cô kia không thoát chương trình đâu. Tụi con nghe kịp không? Nếu ảnh là người bản lĩnh vững vàng thì cô kia không thoát chương trình đâu. Nhưng mà mới có một sự cố nhỏ đó thôi mà anh ta hốt gì? Hốt hoảng. Thầy xin thưa với tụi con, trên đoạn đường đời ta đi qua, ta còn gặp nhiều và rất gì? Rất nhiều những cái mà hoàn cảnh không như ý ta. Mà nếu bạn không vững vàng được, có thể bạn sẽ đưa ra những giải pháp, bạn sẽ đưa ra những giải pháp, hoặc là bạn làm những câu chuyện, những hành động mà bạn có thể bị hối hận cả đời. Nội dung thứ ba thầy báo với tụi con như thế này, đó là ta thực tập sự vững gì? Vững vàng. Thực tập vững vàng như thế nào? Nội dung thứ nhất, bạn phải sẵn sàng đối diện với những khó gì? Khó khăn, những thử thách. Vì không ai đi qua trên đường đời này mà không trải qua những kỳ thi. Tụi con hiểu không? Và kỳ thi thì có kẻ đậu và người gì? Người rớt. Tụi con nghe hiểu không? Và có người thi một đợt thì đậu, nhưng có người thi hai gì? Hai đợt. Có khi người thi năm một, có người thi năm hai, và có người thi năm gì? Năm ba, vân vân. Nhưng mà tụi con cần hiểu rằng bài học về sự vững vàng này nó cấp cho ta một cái bản lĩnh là đủ khả năng để đối diện được với những nghịch cảnh, những khó khăn mà bạn biết rằng trên đường đời ai đi qua cũng phải có gì. Có nó. Thầy hỏi tụi con, riêng bậc học phổ thông thôi, được vừa được cha mẹ bảo bọc, vừa được nhà trường và xã hội bảo bọc, tụi con chỉ ăn học thôi, phần lớn là như thế. Nhưng mà tụi con cũng phải trải qua các kỳ thử thách, phải không tụi con? À, vậy thì khi bạn bung ra trên đường đời rồi thì sự thử thách và khó khăn gấp nhiều lần và gấp nhiều lần. Sự thử thách trong nhà trường còn cho bạn bài để học, khoanh dùng lượng tri thức để bạn gì? Bạn ôn thi. Còn cuộc đời nó có khoanh dùng sự khó khăn cho bạn không? Không khoanh dùng. Và nó ập trên đầu bạn bất cứ lúc gì? Lúc nào? À, giống như kỳ thi trong này chắc chắn không có các bạn 12, đúng không? Có không? À, nếu có bạn các bạn 12 thì thầy nói như thế này, kỳ thi đó có ấn định ngày tháng nó tới, đúng không? Có ấn định nội dung để mình gì? Mình chuẩn bị, mình ôn. Nhưng mà những kỳ thi của cuộc đời nó không ấn định nội dung, nó có thể đập bạn bằng ở đằng sau đập tới, có thể đập ở trước gì? Trước mặt, mà có thể đánh ở ngang gì? Ngang hông. Và có thể ở trên nó đánh gì? Đánh xuống. Và ở dưới gì? Ở dưới nó thọc gì? Thọc lên. Do đó vững vàng, bài học về sự vững vàng, bài phải tâm niệm như thế này: mặc dù
Bạn học được bài học hiểu biết, nhưng không phải bạn hiểu biết được tất cả đâu. Các con nghe kịp không? Mặc dù bạn học được thực tập bài học yêu thương, nhưng mà không phải ai cũng thương bạn đâu. Bạn phải thừa nhận sự thật này. Thầy nói lại nè, mặc dù bạn cố nỗ lực học tập về bài học hiểu biết, nhưng bạn phải thừa nhận một sự thật là bạn không thể nào hiểu biết được tất gì, tất cả. Mặc dù bạn cố sống trong yêu thương, nhưng mà bạn phải thừa nhận một sự thật, trên đời này không phải ai cũng thương bạn. Cũng có người ghét, cũng có người không ưa bạn. Và đây nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả tất nhiên là bạn sẽ gặp những rủi ro, những bất trắc do bạn thiếu hiểu biết, hoặc là do bạn đụng chạm điều gì đó của ai mà hôm nay bạn phải bị người ta phản đòn lại. Tụi con nghe kịp không? À vậy thì khi bị phản đòn, hoặc là khi bị rủi ro, khi bị những cái hoàn cảnh ngoài ý muốn, bạn phải thừa nhận một cái sự thật mà tất cả chúng ta đều trải qua, đó là gì? Ai ai cũng phải đóng BOT trên đường đời ta đi qua. Các con hiểu BOT không? Biết không con? À BOT là những trạm thu gì? Thu phí, tụi con hiểu không? Mà trên đường đời ta đi qua, thỉnh thoảng dù ta không có vui chút nào, nhưng ta cũng phải gì? Phải đóng phí ta mới được gì? Được qua. Và BOT là tất yếu, vì có những con đường cho ta đi, vì có những con đường cho xe ta chạy bon bon, thì phải có những trạm BO gì? OT. Tụi con nghe kịp không? À, ngày xưa xe ta chạy 20 km một giờ, xe nó dằn dữ lắm, nhưng ngày nay ta chạy 6-70 cây số một giờ, xe vẫn im ru. Tụi con nghe kịp không? Đó là BOT. Nhưng mà bạn phải nhớ rằng bạn đủ bản lĩnh thì bạn vượt qua các trạm BOT đó một cách gì? Vui vẻ, mạnh mẽ, và bạn chọn được giải pháp cho cuộc đời của mình. Còn nếu không đủ bản lĩnh, bạn nổi giận lên. Khi bạn qua một cái trạm, như thầy đã từng nói với cuộc đời của thầy, bạn không vững vàng, bạn đè người ta, bạn đập. Tôi đè thằng bạn tôi đấy, cùng học chung trường với tôi đấy, trên đường nó đi học về, tôi đè, tôi đập, tôi không dằn được. Cuối cùng chính tôi lại gặp gì đây? À, chính rủi ro của đó, đó là sự đáp gì? Đáp trả. Tụi con nghe kịp không? À, cho nên nội dung lớn nhất của cái bài học thứ ba đó là thực tập sự vững gì? Vững vàng. Nội dung lớn nhất là tụi con phải sẵn sàng để đối gì? Đối diện với nó mà không trốn gì? Không trốn chạy. Tụi con hiểu không? Thứ hai là đủ tỉnh táo để chọn ra giải pháp tốt gì? Tốt nhất nó có mấy cái: an toàn, bền vững, và lâu gì? Lâu dài. Và đôi bên đều sống được, đôi bên đều được tôn gì? Tôn trọng. Và đôi bên đều có thể tiếp tục cuộc đời của mình mà không ai hại ai. Các con nghe kịp không? À, thầy lặp lại. Nội dung lớn nhất của sự vững vàng là bạn sẵn sàng đón gì? Đón nhận. Tại vì bạn biết rằng đường đời đi qua, không ai không đóng BOT. Tụi con nghe kịp không? Chắc chắn ít nhiều gì đó bạn cũng phải gì? Phải đóng. Nhưng mà khi bạn đủ bản lĩnh, sức mạnh mẽ, sức chịu gì? Chịu đựng. Thì những cơn mưa đời, những cơn gió đời, và những cái ổ gà, ổ voi, bạn vượt qua nó một cách dễ gì? Dễ dàng. Thứ hai, bạn sẵn sàng rồi thì bạn không than thở, không đổ thừa người này, không trách móc người kia. Và bạn biết rằng đường đời đã đi qua, chắc chắn phải gì? Phải có những ổ voi, ổ gà, và có những trạm BOT, không ai tránh khỏi. Đó là điều mà bạn sẵn sàng để đối diện với nó. Thứ hai,
Bạn nội dung thứ hai của sự vững vàng là bạn tỉnh táo để lựa chọn giải gì? Giải pháp. Đừng để cảm xúc của mình giống như thầy lúc còn nhỏ đó là ta bị cảm gì? Cảm xúc chi phối. Cuối cùng mình làm lựa đưa ra một cái lựa chọn là canh nó về ngang cái khúc đường của nhà mình để gì? À để đánh nó. À, cuối cùng nó lại canh mình đi xem phim, nó nện lại mà trận này là cả lãi lẫn vốn. Tụi con nghe kịp không? Lãi mẹ đẻ lãi gì? Lãi con. Đợt đó mình chỉ đập nó sưng gì? Sưng mặt thôi. Kỳ này nó nện cho mình để hai cái thẹo để nhớ đời. Tụi con nghe kịp không? Cho nên giải pháp, đủ tỉnh táo để chọn giải pháp, tiêu chí của giải pháp đó là đầu tiên là gì? An toàn cho mình và cho gì? Cho người. Thứ hai là vững bền. Thứ ba là lâu gì? Lâu dài. Thứ tư là để chúng ta cùng sống được với nhau. Tụi con nghe kịp không? À, chương trình buổi nói chuyện của thầy hôm nay có ba nội dung lớn. Một là gì? Bạn phải cố gắng. Bao nhiêu phút đây thầy nói không bao giờ hết được. Tại vì cuộc đời rất mênh mông và còn rất dài. Cho nên tụi con phải phát nguyện suốt đời học bài học và thực tập. Thứ nhất là nỗ lực học tập để có hiểu gì? Hiểu biết. Có hiểu biết bạn sẽ bớt đi những rủi ro. Bớt thôi chứ không bao giờ là hết. Tụi con nghe kịp không? Bớt đi những rủi ro. Có thương yêu, bạn sẽ bớt gặp những cái rầy rà phiền hà trong cuộc gì? Cuộc đời, trong quan hệ giữa người và gì? Và người. Và trong quan hệ lớn nhỏ của nghề nghiệp, của kiếm cơm, kiếm áo, kiếm gạo, kiếm tiền, trong đời sống mà ai cũng phải trả gì? Trả qua. Điều thứ ba, mặc dù bạn cố gắng học, thực tập để hiểu biết, thực tập để thương yêu, để sống thương yêu mọi người, nhưng bạn phải nên nhớ rằng không phải trên cuộc đời này ai cũng thương bạn và hiểu được gì? Được bạn. Và không phải trên đời này ai cũng cảm thông cho những vụn về kém cỏi của gì? Của bạn. Và không phải ai trên đời này cũng thẳng thắn tha thứ cho gì? Cho bạn. Quý vị nghe kịp không? Cho nên vì ta biết điều đó cho nên bạn phải đối diện với một rủi ro có thật trên cuộc đời là những tai nạn, những hiểu lầm, những ngộ nhận, những đòn mà cuộc đời dành cho mình. Và những ổ voi, ổ gà, những khúc quanh mà cuộc đời mình chắc chắn phải trải gì? Trải qua. Vậy thì bạn phải học tập cái năng lực và bản lĩnh thứ ba, đó là bản gì? Bản lĩnh vững gì? Vững vàng. Bản lĩnh vững vàng đó là bạn có thể đi qua cuộc đời mấy mươi năm mà dù gặp rủi ro, gặp nhiều hoàn cảnh mà mình không muốn chút nào, nhưng bạn đủ bản lĩnh, bạn vững vàng, bạn không bị nó quật ngã. Tụi con nghe kịp không? Thầy hỏi tụi con nè, sự cám dỗ có thể quật ngã mình không? Có thể quật ngã mình không? Cái điện thoại nho nhỏ như thế có thể quật ngã đời mình không? Có. Những trò chơi mà mình chơi thức đêm mà tới 3-4 giờ sáng mà gục mặt trên cái bàn phím mà chết có thể gục ngã mình không? À, thì đó là bản lĩnh để ta có thể nói không với những gì mà ta biết nó có thể quật ngã đời gì? Đời mình. Và bản lĩnh để chúng ta biết lựa chọn giải pháp nào tốt gì? Tốt nhất cho mình và cho người. Thầy xin cảm ơn tụi con nãy giờ. Nghe nó nghĩ cái nó mừng dễ sợ, nó vỗ tay liền. Thầy cảm ơn tụi con là nãy giờ gần hơn 90 phút tụi con đã hợp tác tốt với thầy. Và thầy hy vọng rằng là trong 90 phút đó thầy cũng có một cái gì để bỏ túi cho các con mang gì? Mang về xài. Và thầy hy vọng rằng tụi con nhân lên trong đời sống của mình bao nhiêu năm còn lại của kiếp người, chúng ta nhân lên những bài học đó lên và biến nó thành cấp số nhân cho cuộc đời mình phong phú, vững vàng và đáng gì?
đáng sống. Một lần nữa thầy xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở một kỳ khác. Xin thân ái và chào các bạn. Các con ơi, nghỉ được chưa? À rồi, vậy em xin nghỉ và xin chào lần cuối cùng. Xin chào và xin chào.